Xin chào tất cả mọi người nha. Đây là cây mai vàng ghép giống siêu âm Bình Lợi. Ghép tính từ ngày ghép khoảng được 1 tháng. Được 1 tháng. Đêm rồi, nắng nó phát rất là lẹ. Phóng tào tào luôn. Phần chèo dữ lắm, ghép một mắt thôi. Mắt bò nè, phóng tào tào luôn á. Mạnh như mai rừng vậy. Đây. Hôm nay mình sẽ quay một số cây siêu Bình Lợi cho anh em có sưu tầm á, làm giống ghép. Nói chung là những cây này ghép non á, giống mới thì chỉ có hàng ghép khoảng chừng tầm 3 tháng thôi, chứ mà anh em xem mà thấy người ta bán hàng cây ghép 2-3 mùa là chắc chắn là nó không đúng rồi. Giống này mà mới tung ra mà thị trường thôi. Rồi, này mà giới thiệu là 5 cây Bình Lợi, như lại 10 cây giảo cánh tròn. Cánh tròn này chơi Tết được. Giảo cánh tròn này bông rất là đẹp á. Bông cánh nó tròn, nó khít. Giống này chúng ta lấy cái bông thép cây lớn cũng được á. Cũng mạnh lắm. Bông trổ như bông giả vậy. Giảo cánh tròn thì 10 cây, đồng giá là 480.000 một cây. Bao ship luôn chậu. Đây hàng chơi Tết, bao ship luôn chậu. Về 5 cây Bình Lợi, giá khoảng 800.000 cây. Lấy bo nhiều. Cánh tròn á, vô mấy cây tứ quý là cũng phát dữ lắm á. Đây, đây vô tư chi tiết từng cây anh em tham khảo. Đầu tiên cây số 1 là cây siêu Bình Lợi, hoành là 20, cao 50, ngang 50, ghép được 6 bo. Cái này gốc bự luôn, ghép được khoảng gần 3 tháng thôi. Vì lấy bo giá 800.000 bao ship gốc bự. Cái này, cái cây này phôi lưu lên cái chọt á, cái chọt lên mà nuôi bằng cái đầu đũa, bằng cái điếu thuốc á mới ghép. Anh cây này rất là mạnh, bứng cái phôi về dưỡng khoảng 3-4 tháng đến chọt bự mà ghép vào cái chọt đó. Rồi, cây số 1 giá 800.000 bao ship. Rồi, tiếp đến là cây số 2 á, hoành 20, cao 50, ngang 50. Cây này ghép được 4 bo, cây này đế đẹp á. Bo nó cũng tương đối nhiều. Cây số 2, 800.000 bao ship. Siêu Bình Lợi. Tiếp theo là cây số 3, hoành 17, cao 40, ngang 50. Ghép được 6 bo, giá 750.000 bao ship. Này đang là đọt non. Cây số 3, hoành 17. Ghép 6 bo. Ghép 5 bo. 6 bò rớt hết 1 bò. Cái này ghép 5 bò. Giá 750.000 bao ship. Ghép 5 bò. Số 3. Tiếp đến là cây số 4, hoành 21, cao 50, ngang 50, ghép 5 bo. Cái này cũ quá, cây bự luôn. 800.000 bao ship.
21 quả nè. Cây số 4, siêu bình lợi. 800.000 bao ship. Rồi, tiếp theo là cây số 5, siêu bình lợi. Hoành 20, cao 50, ngang 50, ghép 6 bo. Giá 800.000 bao ship. Gốc bự. 20 hoành. Đây thì bình thường á, không có gì ha. Không có một bọc gì hết. Cây số 5. Siêu bông bình lợi 800.000 bao ship. Rồi, tiếp đến từ số 6 tới số 15 là giảo cánh tròn, 10 cây giảo cánh tròn, đồng giá là 480.000 bao ship luôn chậu. Cây số 6 giảo cánh tròn, hoành 16, cao 45, ngang 50. Cây này thì ghép được 2 bo. Nút nụ. Nó có mặt bông sẵn trên cây nè, bông nó đẹp lắm. Nó tàn nó vẫn đẹp. Nút nụ thì dày đặc. Giảo cánh tròn số 6, 480.000 bao ship luôn chậu. Số 6. Này chậu 2 tấc, giờ chúng ta thay qua 2 tấc rưỡi. Rồi, tiếp đến là cây số 7. Hoành 11, cao 50, ngang 50. Cái này ghép được 4 bo. Có nút nụ chơi tết. 480.000 bao ship. Cây số 7. Giảo cánh tròn. Này ship luôn chậu. Chậu này chậu 2 tấc rưỡi lọt lòng. Tiếp theo là cây số 8, giảo cánh tròn số 8, hoành 12, cao 40, ngang 40. Cây này rễ nôm 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 luôn ha. Cây này thì ghép được 3 bo, nút nụ nè, chẳng chẳng không. Nụ rất là chắc. Cây số 8, 480.000 bao ship luôn chậu. Rồi, cây số 9, hoành 20, cao 50, ngang 50. Cây này củ bự chán luôn nè. Cây này thì ghép được 6 bo. 6 bo ghép. Nút nụ dắt tới mai đầu cành luôn. Rồi, cây số 9, gốc bự. 480.000 bao ship luôn chậu. Như con cóc vậy. Cục thù lù luôn. Đây đo 20, với đây đo được chắc hai mấy 30 luôn. Số 9. Tiếp theo là cây số 10, hoành 10, cao 50, ngang 50. Cái này ghép 3 bo. Nói chung cái dòng mà cánh tròn là nút nụ thì khỏi chê. Ra tới đâu nút tới đó. Nút 3 luôn à, một cái nút mà. 3 nút luôn á. Nút dữ lắm. Dễ làm nụ lắm á. Rồi, cây số 10. 480.000 bao ship luôn chậu. Tiếp theo là cây số 11 á. Hoành 15, cao 50, ngang 50. Cây này ghép được 6 bo, có cái bông đang nở nè. Như bông giá vậy. Giờ giấc trưa, 11 giờ mấy trưa rồi. Cái dáng sáng sớm nó đẹp dữ lắm. Nút nụ đầy luôn á. Cây số 11,
480.000 bao ship. Đang có mặt bông trên cây luôn. Này bo nhiều anh em về nào có ghép lấy cái này về cắt bo rất là nhiều. 11. Rồi, tiếp đến là cây số 12. Hoành 11 cao 50 ngang 50. Cái này ghép được 2 bo. 480.000 bao ship. Nụ tới mấy đầu cành luôn. Cây số 12. Đế. Rồi, tiếp đến là cây số 13. Hoành 12 cao 50 ngang 50. Cái này ghép được 3 bo. Cái mặt cắt nó còn chút xíu đó là liền rồi. Coi như liền luôn hả. Cây số 13. Ghép 3 bo. 480.000 bao ship. Tiếp theo là cây số 14. Hoành 12 cao 50 ngang 50. Cây này ghép được 4 bo. Đủ tới mấy đầu cành luôn. Cây số 14. Đế. 480.000 bao ship. Rồi. Tiếp theo là cây số 15. Hoành 12 cao 50 ngang 50. Đế nè. Cây ghép được 4 bo. Nụ quá trời nụ luôn. 480.000 bao ship. Cái số 15. Kết video thì bạn em xem cái mặt hoa của giống giảo cánh tròn này. Hoa rất đẹp. Hoa đẹp như hoa giả vậy. Rồi, các bạn đã quan tâm và theo dõi. Yeah.